Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái bộ sản phẩm này là kệ sắt xếp gọn 3 tầng. Thì kệ sắt này nó là một cái sản phẩm rất là hot ở bên thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó sử dụng cho mục đích là đi can hoặc là mình cũng có thể sử dụng ở nhà được. Thế thì tại sao lại như thế thì sử dụng được đi can là bởi vì là nó có thể xếp gọn. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm này. Thì nó có một cái khung sắt này, nó được xếp bởi những cái thanh gỗ, xong bên trên là mặt gỗ đó. Đấy, cái sắt này cực kỳ chắc chắn. Đây kích cỡ hơn nó như thế này. Đây các bạn có thể hướng mà xoay nước 3 tầng như thế này. Đây là độ cao tối đa của nó. Đấy, thế thì mình hướng dẫn các anh em cách sử dụng nhé. Đây là nó đang ở trạng thái hoàn chỉnh rồi này. Thế bây giờ là trạng thái xếp gọn, nắm nào xếp gọn xuống. Đây, anh em xem. Nó có cái ti đằng sau này, cái này là để giữ cho nó chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Vặn nó ra, vặn cái ti này ra, vặn ra, chắc lắm. Vặn ti này ra. Nếu mà anh em nào mà quên không vặn cái này vào, nó sẽ lỏng lẻo như thế này. Phải vặn cái này vào nhé. Nó là như vậy, nó thiết kế thông minh lắm, thiết kế của Nhật Bản mà. Khi mà đã vặn xong này rồi, đây. Em nhớ cái này đi. Nó sẽ có một cái thanh chống đằng sau, cái thanh chống như thế này. Cái thanh này là cái thanh mục chính, mình sẽ sử dụng cái thanh này. Tác dụng của nó, đó đẩy xuống nước thấp hơn nhá, đẩy xuống nước thấp hơn này. Thấp hơn thì như thế này, anh em nắm thấy chưa? Đó, nước thấp. Nước nào vặn hơn để nó thấp nữa đó, vặn nhiều là quen này. Lưu ý nhá, lưu ý là không được nhấc cái này lên cao quá đâu, nhấc cái này lên cao quá là nó méo hết đằng sau đấy. Nhấc thấp thôi, em nhấc vừa tầm thôi, di chuyển thôi, hạ xuống nó cuối cùng gọn nhất. Đây là gọn nhất của nó đây đó, kẽ sắt mà. Nhấc lên cho vào túi rồi cất gọn lại đó, có thể sử dụng đi mang camping được là như vậy. Xếp ra xếp vào cất gọn nhẹ. Bây giờ mình nhấc lên anh em xem nhé, nhấc lên như này, cầm vào đây này. Đẩy là mà phải đẩy cái thanh này nhá, chứ không đẩy cái thanh này đâu, thanh này chỉ là dùng để nhấc lên thôi. Đẩy mạnh qua bên dưới đi đó, nhấc lên tiếp, nó cuối cùng nhấc lên, nó cuối cùng rồi thân cái thanh này chắc chắn. Cái này mình nghiên cứu rất là nhiều, cực kỳ chắc chắn. Có người ngồi lên được cơ mà thôi, mình chắc là mình không ngồi lên được đấy, chắc chắn này mọi người cầm đi được, gấp gọn được, cực kỳ thông minh. Rồi, cảm ơn anh em đã xem nhé.